Thì mình vừa mới thực hiện một cái ca lông mày rất là đẹp, mình muốn chia sẻ với mọi người. Cho chị xin tên và em đi đâu nhỉ? Em là chị ạ, em là Ngọc ạ, em ở quận Thanh Xuân ạ. 2 năm trước thì Ngọc làm công nghệ là điêu khắc đúng không em? Vâng ạ. Và sau 2 năm thì cái màu mực nó nhạt đi. Bớt đi rồi ạ. Nó nhạt bớt đi. Thì trong cái quá trình mà mình chơi cái màu lông mày của cái cây ấy, thì các bạn thấy là cái màu mực nó nhạt đi theo thời gian. Và hôm nay Ngọc đến đây thì Ngọc chỉ muốn là làm sao mà làm cái sợi cho nó đậm lên một chút xíu đúng không ạ? Và chị sẽ tư vấn cho Ngọc là Ngọc sẽ làm luôn công nghệ mới là sợi headshot. Thì với cái công nghệ này thì bởi vì mình kiểm tra màu mực của Ngọc là nó không bị làm sao và không vấn đề gì cả, cho nên là mình đã làm sợi luôn, không cần phải hút sửa gì cả. Đây là thành quả sau 30 phút đổi tê và 30 phút thực hiện công nghệ mới sợi headshot, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Ok. Ngọc ơi, sau khi mà đã trải qua 2 lần làm lông mày tại DK thì Ngọc có cái cảm xúc như thế nào, và trong cái quá trình mà chơi lông mày thì Ngọc thấy là đến cái công nghệ này thì có gì khác biệt gì không? Thứ nhất là lần đầu tiên em làm lông mày ở DK em đã thấy rất là ưng ý rồi, bởi vì là trước đây em đã sử dụng rất là nhiều cái công nghệ làm lông mày như là phun này, rồi thêu này. Nhưng mà khi mà em biết đến DK em được làm cái công nghệ là điêu khắc, lần đầu tiên chị muốn làm em đã rất là hài lòng rồi. Và sau 2 năm em chơi thì màu mực của em nó vẫn giữ nguyên màu như thế, nó chỉ giảm bớt cái độ đậm nhạt thôi, chứ nó không phải là bị phai màu hay là nó không bị gì cả, cũng không bị lem, không bị nhòe đấy. Và hôm nay em đến thì em cũng chỉ muốn là cho cái sợi lông mày của mình nó đậm hơn. Nhưng mà chị cũng có tư vấn là làm cái công nghệ mới, thì sau khi em nhìn cái công nghệ mới này thì em thấy ưng ý hơn rất là nhiều. Mình nhìn trông nó rất là phù hợp với mặt em, cái dáng lông mày rất là đẹp, và cái màu mực ạ, và tất cả những cái đường nét nó rất là chi tiết, rất là hoàn hảo, em rất là ưng ạ. Trong quá trình làm thì Ngọc có thấy đau đớn gì không? Em không ạ, rất là nhẹ nhàng ạ. Nó rất là nhanh, em nghĩ là lâu mà rất là nhanh ạ, chỉ khoảng tầm 30 phút thôi ạ, có bộ lông mày rất là đẹp rồi ạ. Khi mà đã trải nghiệm những dịch vụ của DK rồi thì Ngọc có cái chia sẻ nhận xét gì về đội ngũ của giống như là Sau khi mà em làm lông mày về ấy, thì đội ngũ của DK chăm sóc rất là tốt ạ. Các bạn ấy dặn dò này, hay là gọi điện hỏi thăm tư vấn rất là kỹ càng, và em cảm thấy rất là ưng. Và sau khi những cái lịch mà mình cần phải dặm lại hay là mình cần kiểm tra lại thì mình đều được nhắc nhở này, hay là đến đây thì các bạn ấy rất là hòa đồng, vui vẻ, thoải mái. Chị chủ rất là dễ tính. Nói chung là em chấm 10 điểm chị ạ.